Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đến với kênh Quốc Màng Tan. Thì ba anh em mình nói mà xe gì? Thì hôm nay á mình có mình với Tiên có mua ít đồ qua nhà anh Phương nhậu anh em. Thì làm dàn cảnh nó kêu cho rồi bắt nhậu dọn thí mẹ đó. Đổ tàu quốc ba chục mà mày. Mà nãy hai anh em vô không có kêu hàng chưa? Không có, ba anh em mình à, không kêu hàng đó. Ba anh em mình sẽ làm một cái video ngầu nhậu. Anh em nhắn tin rồi. Cũng nhiều chuyện nữa cái mày. Mày nhìn cái tráng là tao gai rồi. Không phải, em điện anh nhắn tin nói vô lẹ cho đỡ cho chút nữa xấu. Ui vô rồi. Mua có nhiêu đây mà. Thôi giờ quất trước rồi rồi nó vô. Rồi đây quất. Thôi. Chưa. Thì mấy anh em mình ăn mừng 160 cái shop thì cũng ba anh em mình cũng rất là vui là mong muốn mọi người là ủng hộ cho kênh anh em tụi mình là shop cho nhiều chút nha mọi người. Shop ít quá anh em mình buồn. Đó, giờ ba anh em mình tâm sự đâu. Không có cho hai quý cái vô mà anh giờ anh lỡ gọi không? Bây giờ anh nhắn đi, anh nói hơi không? Hơi anh nhắn đi. Thôi giờ vậy giờ anh nhắn nhóm là khổ vô ngang. Ba anh em mình thâu, đỡ mình coi phản ứng của tụi ông sao. Nè nè, anh này anh chịu nói trước. Ai biểu ông giấy mà muốn bành tranh. Mọi người nhớ đăng ký kênh với lại chia sẻ với team tụi mình nha mấy bạn. Đúng rồi. Mấy anh em tụi mình giờ cũng vui khi có các bạn bên cạnh nhưng mà cái gì cũng phải có kết quả chứ không có kết quả là không làm được gì hết nha các bạn. Nhờ mọi người đăng ký mình cũng lên 160 nhanh nhẹ chứ. Nãy đâu có 30 nha mày. Mày bảo 90 mà mình làm như đúng rồi. Đợi chút mưa tụi bay đi. Quá chết. Tụi biết tụi ông nhắn mà. Mong nhắn đi kìa thôi. Thầu thi mẹ ai biểu ông vô giấy. Giấy đi. Rớt cánh cửa nữa không? Mẹ mình cưới nhà ông rồi mà đi ra. Chứ ông đi đâu cầm anh tráng rồi vô vậy? Thôi rồi con quý mẫn vô nữa. Anh tráng cái gì vậy mày? Chứ sao anh em tay cay được vô anh không? Anh em rủ ông nói gì vậy mày? Tao kêu gì mà mau. Mở cửa đây mày. Mở cửa đây mày. Mở cửa đây mày. Mở cửa đây mày làm gì vậy tay? Ông Phương ông thấy vô nhà nó quậy. Quậy này. Mấy này không đủ rồi mày. Biết vô ăn những dịch chơi nhà không có gì đâu. Nó tôi mua anh tráng hàng tới. Nè, con quỷ nhìn này trứng dịch đây. Đâu mà mở này dịch đồ đâu. Mở đây này. Quậy tay đâu ạ. Quậy nhiều lần. Nè, tôi nói trước nha. Ông Phương rủ tụi ông cho tôi với thằng Tiền không vô nha. Vô vậy lên trời. Mà tôi có mời hai ông đi gì vậy? Cho mày thấy nhóm này mà nói vậy mày. Tao kêu mẫn vô bánh rồi này. Bánh gì? Bánh tráng ở này. Bánh gì? Bánh Ờ. Ôi ôi anh nhầy. Đổ mấy lửa nữa. Lửa nữa. Lão ké dữ vậy. Chào gì đây? Chào tụi anh biết. Mẹ chứ tụi bay ra ngọn tụi mày. Đủ. Em chứ chị là đủ rồi thì chị cũng đủ mày. Đồ mẹ giải sao tôi khỏi quay video luôn. Tại vì ba tôi đang tâm sự cái gì á. Tôi mua mười mấy ngàn cho mấy. Rồi rồi Nhung. Đây. Thôi thua. Thôi rung vậy rồi. Nhung mày anh cho. Bữa nay em có chứ chị đây. Bữa nay em có chứ chị đây chị chào. Tôi thì chị không chứ chị đây. Trời ngon quá. Thâu thua. Thâu thua. Thôi rồi lỡ rồi anh mình anh đi. Ông tùng tranh tài lanh hết. Chú nhà rồi ly đâu ông? Đây. Tiên, mày xuống mày. Ê. Mấy bữa mình vô ăn trứng vịt không bữa nay thì vịt luôn. Nè. Ai đứa nào mua mày trong phép. Thôi giờ tôi hết muốn quay mấy đoạn luôn á. Tự nhiên đang tâm sự. Tao quay chi nhậu mà quay chi. Mấy bè này không đủ là đây. Thằng đấy tụi bay bữa nay. Mấy tài dư. Tài dư mở trong sao với tụi bay cho. Tôi 30 ngàn, tên 90 ngàn. Ly tôi đâu? Ông chén này cho. Ông chén này chứ, ông tiền nhãn đâu mà. Tiền này cho ông. Chén này. Thôi thua. Chén này. Ờ, uống nhiều rồi cậu em. Ông Vương tôi đã nói ông sao rồi. Thiếu thốn đủ rồi. Biết ông cố lệ không có cái ke nhựa nào nữa không? Không. Làm ăn như chúng người không có ngồi đỡ lại mà. Uống chai đi. Nó đuối này gì vậy đúng rồi. Đúng. Vương nói không? Ông ăn giấy rồi anh em thấy anh em lẹ ông cho ăn gì nào để cho anh ông tao uống gì nè mà vô chưa uống hết vậy tự nhiên chưa chào bàn hết vậy bây ngồi bị ăn cái gì những thứ này bia đâu bia đâu cười cái bia chai nành nem chai mà uống bia này chưa ba ra bả hả mẹ nhà đây còn gì nữa đâu mà trời vô vô bé gì mẹ vô đé đâu thôi chứ uống không cho đé thôi tự nhiên đồ ăn nhậu mình uống ngay mày nghỉ đi em tiêu ngay sao không nhậu có ly đâu ông có lì lấy cây nhựa chứ cây nhựa ông đúng chén mẹ lấy đá tao phải không có lì tao cũng chụp dẹp tôi cũng ông đừng uống đừng cho uống mày cái chuyện mày đồ nó rồi ông né lên lên xài nạn gì vậy em nói với anh Vương nào anh thấy chưa vậy là vô ba ra bảy đúng không cởi đâu hai ba tôi đeo uống không không có chuyện vô là mình vô ba ly chứ hả mình đúng không anh đồ uống luôn không tôi phải vô ba ly giải thảo bia ở đâu nữa tụi tôi uống tiếng mày à mua xin chào mình mà. Nghĩ dự lì với mình đi ạ. Dự. Mã mẹ nữa. Nghĩ đó là tôi điên luôn. Ủa mày. Mày tính gọi là AM a tụi hai tụi ông mà hai ông vô uống vô ăn như rồi vậy. Tao không cần biết. Tôi nói ông Vương. Ông cũng tài lanh lanh chanh nữa. Như là tao bợ. Vậy rồi.
khó gần nó nhiều. Chú anh à, các lão không tiền bối vậy trả thì... Em thì mày uống được, uống không được thì biến mẹ mày đi, cái thằng mắc dậy à. Xin cảm ơn, thất lỡ, Ok mọi người nha, thì anh em mình cũng đông đủ rồi. Thì Thâu cũng chấp nhận luôn các bạn. Thâu nói chung là mình nhậu hay mình được không quay chứ chung. Thì... Quay gì vậy? Cái vì... Thôi quay ăn nhậu. Tức lẽ mày ăn quay ăn nhậu vậy. Quay nhậu vậy mày. Được. Cái này là mình tâm sự. Tâm sự chứ khác gì á. Đúng rồi, anh em cảm cùng lại á. Ok. Ủa rồi, chứ mà mọi người. Rau. Bữa nay nhận bữa ẩm thực vậy chứ. Ẩm thực gì đâu bình thường. Hai ông vô thôi được. Đi mua cái gì nữa thêm chứ. Nhậu xong rồi mua khùng khùng quá mà tiền đâu. Đúng đâu. Rau ra bông. Tao vô là mày. Người 50. Mà nhìn tao mày biết rau. Nè bánh đâu. Bánh nó dục không? Bánh Mỹ đó. Còn cầm một bánh không, còn ông cầm ràng bánh tráng 9,000 vô ông đòi gốc nhậu ông. Chạy được đâu. Nhưng mà mày nhìn. Người màu người mày tao dưới tao mà mày cũng biết tao rầu. Thôi thua. Thôi cầm. Ơi uống đi. Tôi biểu ông kêu quá người ta kêu chi mà. Mày cũng không biểu nói những điều đó tôi. Ngồi dương ra mệt chứ mày. Vô ba ra bảy. Vô. Vô. Anh em mình uống mà. Mình uống rầu, mình uống đây là hai người cùng đây, tao thấy hai người em đây nó nhanh hơn hai người bây giờ. Đúng tất nhiên. Mà nó tốt hơn là tao thiệt á, nó nhanh điểm cái co mạch liều của hai bay ấy chơi như là bay đến đúng lúa bay kỳ đó. Tôi cũng vậy. Cái lòi mày cái lòi làm biếng như là tiếp tiền á, lúc nào vô cũng chờ tao dọn. Mày nói tiếp tiền là mày. Nè, sai lầm. Còn tôi cũng là người cố, tốt. Ông của anh là tôi vô liền. Với mọi hình thức. Mày cũng vậy nè, mày vô liền. Mày cố. Hiểu buồn đi, bữa nay mày ăn một bữa sạch sẽ cho tao coi thôi coi. Mày không ăn mày chứ ông cứ điện ai tôi đâu đúng không? Nói điện ai. Thôi mọi người thông cảm nha, quá thiệt mình thấy mình vậy ghê nhóm mày rồi thôi. Mà hết màu á thì cho coi có mua thêm không? Anh mua thêm mỡ. Tôi nói không kìa. Tôi nói ba anh em mình thâu. Chỗ mua chỗ tình cảm. Anh có mơ á thì mờ cho nó thích đáng. Giải gì vậy? Giờ màu miết rồi mà cũng ngó rầm. Anh phải đi mua chứ anh phải đi mua chứ. Đừng có giả say nha. Cũng phải uống một ba bốn chai vô rồi nghè nghè đó nha. Rượu nào rượu uống say. Cứ nói. Phải uống vô rồi nghè nghè đó nha. Mà quá. Mà anh em mình góp vô nhậu chứ không phải là mình tôi đúng không? Ném chục đi. Mọi người ném chục. Sao cái ông này, nhậu trước ông nói về. Nãy là trung chưa? Ném chưa? Nói nhậu đâu? Ông nói vui nhà chơi nên tôi không có đem tiền. Vậy là chắc ông có tiền mày mượn. Ông biết tôi mượn ai ta? Ai ông cho tôi mượn đây? Cho tôi hả? Tôi tiền đâu mà mượn? Mượn đi mày, mượn đi đó. Hai bên ta mượn hay mai ứng sao? Đòn nào ông nói tính tôi là không mượn, đòn nào ông té đó mà cho mượn. Mà nói vậy cái nhỏ cha ai cầu mà chẳng lẽ vậy thôi, ba tiền mua chạy chạy không cho mẹ đừng có ngồi đấy giáo đủ cái chén bia là thằng nào bỏ xuống như vậy mày mẹ chuyện trầm sắc dữ mày rồi chứ mày tôi quảng cáo bỏ xuống đồng đầu giờ bỏ chậu đó rồi thì anh em tụi mình rất là vui khi mà được các bạn ủng hộ các bạn làm cái đang chậu đôi thôi đôi em nhưng mà em nói là được đây là ấy là mình làm một thùng rượu rồi có uống thêm nữa mình đi lại chiếm sao không uống không. Đúng rồi, về tôi uống nhiều không biết rồi. Nhậu mà cũng quay vậy. Chứ bây giờ anh mới anh đi làm. Buồn kia mày ăn đàng hoàng coi. Giống như thiệt phải gì nói dữ vậy. Chết tôi rồi. Mẹ. Dân sao mà mẹ. Bỏ ra dân vườn đi. Mà đỡ mở mày ăn mày thấy ông xuyên chúa cái sao mày cứ bỏ ra nữa mày. Thôi, cũng mà. Cái bỏ kia lấy gì tôi đâu mày. Gặp bỏ đá mày. Tao mất mẹ mày. Sao đen? Mày xây mày chìa mẹ nó. Xây mày gì à mẹ. Mấy là phê nhận trong ông như mày. Thấy chưa. Mẹ uống nấu mẹ nó. Rồi xây rồi. Vô. Rồi vô. Từ em mới thịt hả. Uống nha. Của em trong. Quá à. Mẹ vô. Đây. Vô. Ồn ào. Quá à. Quá à. Ông ơi tôi nhà ông ăn nhiều không. Uống cái này à. Tự nhiên à. Rót. Tự nhiên ra nói là nhìn miệng đại khách, ông nghe cái từ đó không? Thiệt, tại tôi nhà không trà thì rượu. Mà ông không có rượu thì ông mua bia tôi uống vậy đâu. Đúng rồi. Còn ông muốn ra quán cà phê tôi mà ông muốn nước uống nước trà bao nhiêu tôi lo. Nó ăn uống bia mà nó ăn nuôi bó màu luôn. Bây giờ ông cho một chén uống bia, một chén màu mà tôi cho bỏ chút giấy rồi lại. À, lấy chén nào toàn mỡ hành mỡ ấy gì thì ghê. Uống không nói nhiều. Anh vâng. Đánh cắp mà uống. Bây giờ anh màu hết rồi, anh chờ em đi mua màu đây. Anh em mình đây. Anh đi nữa nào. Đỡ vừa nha. Ông chủ nhà ông đi đâu? Đâu hai ông đi đi. Hai ông bay đi đi. Đỡ vừa nha. Bè ta là che xuống. Ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ ngồi đây đủ mấy nhỏ mình chắc nó chắc người quay mới nên đi. Bè ta là che xuống.
ông Phúc, ông là ông thợ rồi đây đủ mấy nhỏ mấy chắc nó chắc người mày nó lên đi. Tôi cũng nhớ. Ông Phúc đồng thời ông lên bàn thờ ông ngồi mẹ em ngồi đây nhậu tôi mẹ đó đi như mày chi đâu nó cũng mày cũng lên bàn thờ ông ngồi mẹ. Bây giờ mình che chú mình đi mua màu không mua màu cho mấy nhỏ nhậu đâu. Thôi đi. Thằng Quân nó nuôi đúng không? Quả thì che chú thì cái vợ con nào đưa tiền mấy không có vợ con đi mua chứ. Vô nãy mày có nói tao vô nhậu đâu. Không có tiền. Không có tiền mà mua rượu được là mới hay. Trời ơi, chạy ông nói mẹ Nam Tử Hán Đại Trùng Phu rồi. Rớt. Bây giờ tên không uống được. Mày che đâu đi vậy? Mày mày khùng lắm rồi. Mày mà đây nhưng mà chắc tiền với mẹ luôn. Thôi thôi, ăn bớ đi mà. Đi ra mày. Mày mẹ mày thằng khùng này. Mẹ mà tụi chung. Giờ tao đó, nghe nè. Mày đi mua màu. Mua màu mẹ. Đây mua biển. Anh không còn rau con này đâu. Chủ yếu đúng mày. Sao bây giờ chúng mình hát với nhau một bản gọi là bolero. À, hay quay quát đánh trống thì mình hát tặng cái nhau này. Được, tiền đánh luôn. Tiền đánh rồi hát. Mưa đánh thử, mưa đánh thử. À, mưa đánh. Mưa hát màu. Ờ được anh em ngồi chơi rồi em đi mua màu. Ờ giờ màu ở đâu chỗ nào em chạy ra đi em chạy để xuống có tiền hả để máy rồi tiền ơi mẹ cũng có làm chặt chó nó mặn được hiểu không rồi mượn chìa khóa ơi tao chìa khóa mày à chìa khóa là được đây chìa khóa là được thì là đây lấy chỗ nào không ở chìa khóa đây nè để xuống đi máy mày mày đé gì mày tiền hạn cái chìa khóa là được đang nhậu nha. Anh ấy thấy hai mình mày nói gì đi mình đe tao nhiều đường đi đi mày đe đường thú mày quăng quăng lên đây rồi đây em say rồi mệt rồi quăng lên rồi đây mày là để chờ thêm một người mày che chú vào đây mà mày muốn chờ thêm một người em hai thùng nữa một thùng quăng bây giờ ba anh em ôi em chở bé em đi mua màu rồi quay lại ok không bây giờ anh em ăn cái gì em mua tôm hùm mỡ mày bây giờ mày giúp chó nó đù nó nói mình bén ông hiểu không tôi chi tôi còn tính mẹ mày nha tôi lấy cái chỗ tôi quay nha mẹ mày đi ra nè giờ em không chơi đâu mai nữa em mua màu mua bia điên điên nhỉ kêu mày chuẩn bị chưa? Mày mệt quá. Mày đã đêm đêm quá mà. Trời bắt trời quá. Nhanh đi. Làm liền đi. Giờ trời vô đây nữa. Mày cứ bắt gì? Mày tao kêu cái ngờ mày rồi mày không làm chừng nào mày làm. Đây. Cái đồ nhanh. Thì về mình đã nghiên cứu kỹ các bạn về kết cấu của hai xe. Đây là nó sẽ khác dàn áo luôn các bạn. Còn thực ra là nó giống nhau từng centimet luôn các bạn. Là ấy nè. Thôi hai hôm nay chắc xin cùng thờ sao mà mua xe cùng nhau vậy biết. Ý gì luôn nha các bạn. Khác một cái gì luôn. Đấy. Bây giờ anh em mình sẽ làm cho các bạn một cái màn tròn thật là đặc biệt nha các bạn. Một hồi xưa mày có đi ăn cắp xe rồi sao cái đủ. Tiếp. Nghe cực tròn bắt tròn quá. Gỡ đi. Dưới mày. Mà lấy bỏ đâu? Mày riết động cái bàn của thằng ăn cắp anh trộm nha không? Mẹ cái ngờ đây mày nhanh đi. Trời gì? Nhanh đi. Cứ đụng vô tay. Đụng vô xe quất vô mà không biết là trên mạng gì. Trên mạng là người ta đang mong chờ cái clip này mày ngu chứ mày. Nhanh. Cho chút mua hai thằng chịu không phải bắt mình tôi đâu nha. Đầu tao đúng. Bé cháy mà chét luôn. Bé riết như ăn trộm chuyên nghiệp á.
Thằng bé trời. Xe Honda mà đưa chìa khóa về mày hè mày mơ cũng được. Thủ hiếu nó kêu ông thủ. Thủ thôi đâu rồi. Quá. Nó làm biết bữa giờ đéo. Từ bữa làm clip tới giờ luôn. Vào đây. Trời hàng quý rồi. Quá. Bé sao làm biết nó làm gì mà ghé đâu mà sao xe đi được hay ta? Rồi tôi hết được. Từ ạ. Đợi phải nhố cái đây kìa. Cho hai ông không biết. Ngu như vậy. Cái xe này lấy ra hết đi. Nhanh nhanh. Tôi lấy bảo chụp đây. Chờ nó gọn liền. Trời, mẫn cầm ba cuộn xung nha các bạn. Đó, thấy chưa? Dày đã biết quay đâu. Các bạn ăn thì giờ đã hồi thiện rồi. Anh em mình bắt đầu ra phía sau nhậu tiếp nha anh em. Nãy rồi mẹ giờ không đánh hả? Mày sợ nó mơ lắm. Quá. Nãy giờ tao tưởng đâu ngứa rồi sao không đánh nữa bay. Trời chết nữa. Trời quá rồi. Lớn rồi không có cái đèo. Mày là màu mèo đâu? Chậu không có. Không phải. Tại sao mày không mua màu? Vô. Hết rồi anh em. Màu gì màu? Đó. Mày đập nhẹ cho. Đó tôi nói mấy anh em nè. Nhà anh Phương còn vợ con nữa, mình ra trước mình nhậu. Hiểu không? Ngầu đây nóng quá. Quán nào? Quán dịch nè. Tao không có tiền hả mày, đủ điều kiện dẫn. Sao tôi dừng đây này mà ông lạ vậy? Sao mày không mua màu đen? Rồi ăn sạch sẽ rồi, sạch sành sanh rồi. Đồ để bà mua không có màu vậy. Đó còn tôi cháu không bưng hấp mẹ đâu em quá. Không nghĩ dọn cái gì vào đây. Tao về mẹ ăn cháu. Thôi bây giờ dài. Anh em mình ra quán nhậu. Hôm nay anh em mình vui á anh em. Anh em mình ra quán nhậu đi. Quê, dọn không đi. Uống đây. Đồ làm tôi quay video này đâu có gì ý nghĩa đâu. Không cần, hôm nay mình nghĩ mình sẽ ghét. Rồi vậy thôi video đây mình. Vậy là nghỉ bữa nữa em. Nghỉ bữa nữa, nghỉ bữa nữa. Mấy nó bấm bình mấy không. Trời tội của người ông giờ. Ba mày ngủ uống như mày. Trời ơi, anh giải nó đố này. Thôi tôi ngủ. Giờ phụ anh Phương dọn anh em mình ra quán nhậu tiếp. Dạ, ok, ra quán nhậu luôn à. Ba anh em mình mãi là anh em. Còn kia đưa chai bỏ vô dọn đi anh em đi nhậu nữa. Cái gì tiêu của tao nào bớt. Cái tao nào bớt cái gì. Rồi mấy cái chai kia ta. Ông uống mẹ. Thằng này sao phóng cái đồ đồ. Tôi nói mày. Có bia của tao thằng này bớt vô. Bia con. Ê, mình mấy cái chai cộng vô. Đồ tháo. Mày bia của tao thằng nào bớt vô vậy? Nãy nó hai ba lần rồi. Chứ mày ông mỏng vô. Mày ông tự bỏ vô cho ai. Con là mày uống thôi chà nó. Mày đưa mấy cái chai không tao qua thằng thằng căng. Mày đây nào bớt vô chai tôi. Tao không biết. Mày nhà này đi ra trước nè. Chờ chứ giờ. Uống bia vậy thằng nào bớt vô mày. Vợ ông gì ông đập đầu ông á. Để là chọn vợ nào giờ đó. Bây giờ là đứng nhớ ra chọn lại nói giờ nói vợ rồi chứ. Đúng rồi. Anh em mình đã uống đàn ông luôn có sự bố xí của đàn bè. Rõ ràng. Mà đàn ông thất bại là do đàn bè ngu dại. Chạy đâu? Đua con chạy. Tổng ra tắt lá tài à? Đâu đi đi em. Thôi đứng dậy. Ui cái này đó chút nữa. Giờ giấy cứ uống như nào nó mới ngon. Chút nữa tôi đi xem đi.
bây giờ là đâu đi đi. Thôi đó anh em dọn ai, ông Phong Quốc với ông Mẫn dọn đều đi. Không, đợi chút tôi dọn, đi đi đi. Ừ. Đợi chút tôi dọn gì dọn cho. Hai áo lấy một người đi. Anh em mình vui vẻ nha. Chụp nhiều được bóng được đổ sao. Đây đây lấy áo rồi cho nó. Dơ giấy tụi nó tụi nhỏ tụi thấy. Tìm điên tụi nhỏ. Áo đứa nào đây? Áo của ba tôi á. Ê, mới lấy về cho ba mày mặc đi. Quán nào? Trời. Bây giờ nói chung là cái quán nào thì mày phải dặn. Đồ uống chút bạch đá dữ không? Ấy là anh đi xe anh luôn hay em anh đi mình chơi chút. Thôi anh ơi, bây giờ anh em mình đi bộ ra quán dịch luôn chứ đi xe. Xe tôi có. Xe rồi cũng ăn bánh không? Biết gì không? Ừ. Xe ông dọn xe mà ông lại xe biết phải không? Đâu còn nhiều. Ấy là gần không phải là gần gì cũng vậy. Đi xe không nên. Nguy hiểm cho người khác. Ờ đi nhậu thôi. Đi bộ. Đi bộ đi xe. Tao chưa khóa nè. Qua đây lấy. Qua anh khóa đâu tao báo nhà. Thôi để tiền nó mượn xe nó đi á. Đây thì có đâu, đừng có nói nhiều quá. Nói sao hai tiếng số đứng được vậy? Thì có đâu. Sao mày? Của tao. Xe tao màu xanh mà. Tao mới xe lớn được rồi. Xe tao đi. Mày mẹ. Quang, mày lấy cái chú chạy bật. Mày ngung chưa cũng bài vậy mày. Mẹ. Xe đi xe của tao. Xe đây xe của tao. Mẹ mà đừng có đi thuyền nha. Lâu rồi. Mày thấy mày xuống một bệnh đang sao không? Mày em thấy đang nhậu lớn rồi mình có thể đang quang đúng không? Nó nói tao tiếng. Đi được rồi. Xe của tao màu xanh, mày thấy xe màu xanh không? Mày điên không nghe đây, mày điên rồi. Chữ con đe đây mày thấy không? Tao giết mày rồi. Mày thấy chữ con đe mày? Mày lâu mày đừng có lao. Bạn ra ra bạn. Đừng có lao chưa thằng. Đúng không Tung? Chính xác mình không có đây. Bỏ đi có sao vậy? Quá. Cái lối con tao cà liền vậy. Sao có đâu của ai vậy? Bỏ cho cái này của anh mà. Cái gì? Tự nhiên ra đi bị. Mày lấy cái này. Lên xe tao chở đi. Cái xe màu xanh của tao. Nhưng mà xe của tao. Đủ cái chữ con đe thì mày thấy không? Bây giờ tôi hỏi hai ông nè. Mày em ngu thì không biết. Chuyện số xe có ai mày đó nhận. Còn áp đưa tôi quay chuyện số xe nè. Chuyện số xe là của ai? Đâu mày quay chuyện số xe mày xe mày chiếc xe giùm tao ngay. Mày quay không? Ê! Chân tao mày ngu chưa mày? Giờ tôi hỏi cái biển số xe tại sao nó nằm ngược vậy? 4302 gì vậy? Mày sao biển số xe tao đây? Quá không có anh em mình che á bị cuồng cuồng ở chứ làm gì mày đối em tao chi nè mày đối em chi tao tao đút chìa khóa thôi mà được rồi mà sao tao thấy cũng ngược ngược mày ở đây này nó à chi tao mày ơi mày sao anh tao chi mày sao anh xuống của tao tao cũng mày mày em mày mày điêu cái sao chi của tao mà. Bây giờ chi tao. Bây giờ bỏ là tại sao là cái dàn áo của ông Mẫn lại nằm bên dàn áo của ông Quốc màu xanh màu đen nè. À. Tại sao ông Quốc? Chi đây là chi thằng Mẫn mình điên que đây. Chi mà đây. Vậy là tại mà lấy lộn chi khó rồi. Tại sao? Không chi khó tao. Đó thằng Tiến thông minh nè. Tụi nó bây giờ là trong cốt ông Mẫn có gì? Ừ. Tao với cộng dây thun tao chơi đồ. Đúng rồi, cộng dây thun. Rồi. Thì ông qua đây. À, đúng, chính xác. Tại chi là xe của ông Mẫn. Kiều nhắn đe. Kiều nhắn đe. Đúng rồi, mẹ mày tao nói đúng không mày? Cái gân của tao. Dạ xe ông Mẫn. Xe Mẫn. Xe của tao. Mẹ sao xe? Xe mày. Dạ xe Mẫn màu đen. Đúng rồi, xin số là. Bỏ xe Mẫn cho một chanh mà sao xe Mẫn màu đen? Đồ tao đi ông mèo. Ủa sao xe tôi màu sao này? Mày sao? Không, hai xe như nhau mà, tôi với mẹ nó. Hai xe như nhau. Tại sao xe? Mày chung lại, nói chuyện ra đàng hoàng gì vậy? Giờ sao? Mày giờ tao giết. Đục. Bây giờ em... Mày đưa chị có gì mày? Mà đang lộn lấy lộn chị khó tao à. Nguồn tiền nghe nó lấy được. Xe nào cũng được hai chứ. Có chị của tao đàng hoàng. Chị có chị tao đây. Chị mày đi. Chị có chị mày đi. Nhưng mà đúc níu được. Ấy là trong có chị ông có cái gì? Có chị tôi có cái hộp. Cái hộp tôi có không? Cái hộp thì đây nè của ông nè. Xe của ông nè.
Chị ông giờ biết mèo xanh nào? Nhưng mà cái mèo xanh chị ta mà chung. Ông giờ ông hỏi tôi giờ chay hết rồi mà. Ủa cộng với xu đây của ta. Tại sao anh Phương? Tại sao? Ê, cái chùm với tục dứt hồi nãy tôi thấy rồi. Đúng rồi, tôi thấy. Thôi bây giờ em nói nè, em lấy cái máy em quay lại. Mày trong đầu á nè, hai tụi anh cứ chuyện mà tỉnh táo mình nói chuyện, bây giờ đứng đây cãi lộn nhàn Phương đâu cái hay. Nhưng sao mày, tao đút chị không được sao bây giờ? Nó làm nhân chứng. Nhưng mày... tao đút chị không được. Xe điên số tao đây mà. Vậy đâu đưa chìa khó xe quá anh coi. Giờ anh nói xe này của anh. Cái xe này của mày. Chia tao gì đây á? Rồi các bạn ơi, giờ anh em mình nhậu xong giờ bị chua rồi xe. Mấy chai mà giờ lằng quằng không biết xe nào. Đây là xe của ai? Đây xe ai? Xe ông xe màu xanh. Đúng không? Xe màu xanh. Đấy chữ quần nè mày thấy không? Không. Nhưng mà xe mẫn màu gì? Xe ta màu xanh. Đây nè, xe màu xanh nè. Chìa khóa là của ông bẩn đúng không? Xe màu xanh nè. Vậy là giờ chìa khóa của quần quá. Của tao đây. Đó, vậy là tôi đút vô xe đã của ông nha. Có tôi đo được không nha. Giờ sao đây? Sao cái miếng dán này nèm bên đây? Ông kêu miếng dán không? Cái xe người ta ngon lành vậy mà ông kêu miếng dán không? Mày thấy cái chữ tao, cái chữ hôm nay mày ngu chiếu mày thằng mẫn. Chẳng lẽ tao xe rượu út nè? Đồ đúng đầu. Tôi chìa khóa ông chẳng lẽ tao xe rượu út? Đây, chìa khóa ông Honda nhưng mà chìa khóa xe rượu út. Mẹ, tao đây đồng chứa đi nào tao xe nào. Mẹ. Mà sao? Nhưng mà tôi nói hỏi hai ông này tại sao là tù quýt với lại cái kìm nó lại nằm trong xe. Giờ đây chỗ anh em chỗ tình thương nó đưa này. Ông nói đi. Không ấy gì chén rượu mà em hỏi là tại sao cái chi em màu xanh. Miếng cho nè mà anh kia. Cái đồ khỏe tôi còn điên mà ông hỏi cậu ra ai biết không. Mẹ chỉ có xe màu xanh dạng bên kia không được là sao. Quá ngủ luôn rồi đồ. Quá ngủ quá. Cái đồ vô vũ mà mở ra 4 năm chày. Tôi nói ông nếu mà ông không nói tôi hứa với anh giờ đổ méo với anh. Thôi anh Mặn ơi, anh nóng quá. Anh nóng quá anh Mặn ơi. Bây giờ tôi nói ông này. Còn nén quá anh em mình uống có mấy chai mà giờ nó sao quăng. Giờ em nói anh xe cổ anh em thì bây giờ cũng còn đây. Anh hãy cãi lộn tiếp kìa. Ông Mặn ông giành xe của ông nãy giờ ông điên sao vậy? Xe của mẹ tao luôn. Tao luôn. Tao bây giờ tao bây giờ là bây giờ là không chịu gia đình tao chứ. Nó nên vậy. Tao đi vô là đấy. Tao đi vô. Anh em mình ăn không? Vậy. Bây giờ vậy. Anh em mình ăn nó bỏ xe tao cây. Em nói anh bây giờ anh xe xin rồi. Xe rồi ông Mặn ơi. Giờ tôi rất bực. Tên. Bây giờ tôi hỏi tóm lại xe ông xe nào? Bây giờ xe tao. Bây giờ tao giải thích chỗ trung tên như chỗ anh Phương Mô Trì này. Đâu? Biển số xe đây là không phải của tao. Đúng. Biển số đây là của tao. Đúng. Vậy còn sao? Nhưng sao? Đồ trong cốp đây là Cái yên gì đây của ai? Của tao luôn. Đó. Đây. Vậy sao chưa có đúc non lọt là sao? Ê cái đồ. Cái gương này của ai? Cái gương là ai biết? Gương một dạng mở mắt mẹ dạng không? Cái gương của tôi nó bị dễ dạng nào. Nhưng mà vậy nè. Bây giờ anh á, thứ nhất anh say rồi, đây rồi. Giờ không được. Công an. Ông ơi, anh đã chạy xe đen chơi với rồi. Được không? Tôi không đi đổ gì. Thôi tôi lại ông quá không? Ông dạy giùm tôi ngay. Dạy. Bây giờ chìa khóa nè. Vô vậy đâu quá. Tay cho anh Phương. Đâu? Đồ. Ngày mai nói chuyện. Nhưng mà cái gì đó. Nhưng mà xe ông xe nào? Bây giờ mày không có mà ngồi hết rồi. Thôi anh Bản vô Phương chơi về luôn nè. Ôi nó gặp gần rồi đời sẽ đi về đâu. Hello. Anh cứ ẻm ông quắc lên đi. Đất áo không? Qua. Anh cứ ẻm ông lên đi đầu ra kia đó Mặn luôn. Chùi chết rồi. Ủa tôi đang chưa ấy. Hai. Dạ. Đi ông nuôi ạ. Hai. Tụi mình trầy da trầy giấy với ông nội luôn rồi. Trời. Ta chẳng cần đợi, cần đợi mặt đời sẽ đi về đâu. Chua nó bồng bềnh, nó bềnh bồng, chuyện đời chẳng xuôi được ta. Khi đã cạn rồi, hết sạch rồi, thì đời hết cơn sầu bi. Gì vậy? Trời ơi, uống diện đâu ơn rồi cái 7-8 chai mà gì bầu bát dữ vậy? Hèn gì mẹ nháy, tôi chết rồi. À,
không, anh ra đi đâu đâu quá. Mắng đi đâu. Anh ra đi đâu đâu rồi mà. Đi ông kia tới cái gì? Chỗ gì mà thần chân á? Tay tay thiên rồi. Ui giời. Đâu rồi. Đâu rồi. Tao rung rồi. Còn mang tang này mà ông kia. Thôi Phương chơi gì giùm em Phương.